Ơi, hello các bạn, Quốc Võ đang có mặt tại thương hiệu là Trầm Hương Nguyễn đó. Thì cứ mỗi tuần như vậy Quốc Võ cũng ghé thăm đứa em gái là Trầm Hương Nguyễn để coi em buôn bán như thế nào rồi. Thì hôm nay cũng như thường lệ Quốc Võ ghé để coi cái những sản phẩm nào mới không. Tại sắp tới là các bạn biết rằng là những cái dịp mà Christmas nè, cái dịp New Year nè, thì người ta thường hay tặng quà cho nhau, đặc biệt là con cái mua quà tặng cho cha mẹ của mình á. Thì đây là một trong những cái món hàng mà nó rất là giá trị để dành tặng cho người thiêu của mình, đó là Trầm Hương. Thì xin mời quý vị hãy cùng Quốc Võ vào tiệm để xem thử nha. Ok, hello hello. Thế luôn bà chú. Hi. Wow, bữa nay có đèn lên nhìn. Diễn Quốc Võ. Hôm nay nhìn sáng quá ha. Dạ, bữa giờ lâu rồi đó, anh không có ra thăm tiệm em mấy tuần rồi. Thì cũng 2 tuần à. Nói chung là anh để cho em bán cho em ra anh phá hoài đâu được. Sao rồi em bữa giờ buôn bán ok không em? Dạ ok, tại vì bữa giờ thì thứ nhất là cái dịp Noel nè, người ta mua làm quà tặng cho người thân nhiều lắm anh. Vậy đó hả? Và có nhiều người thì tặng ba tặng mẹ thì tặng những cái món trầm nó hay, giống như hàng VIP rồi nó có giá trị. Còn ví dụ như mua tặng bạn bè rồi thì mua cũng hàng tầm trung hoặc là hàng chồng. Hàng chồng miễn nó là trầm thôi, nó miễn nó là trầm mà nó không có hóa chất tạp chất gì trong đó thôi, nhưng mà nó vẫn là con người trồng cấy chứ nó không phải là hàng tự nhiên, thì cái giá thành nó thấp, nó khoảng trăm mấy, 200 cho tới 300-400. Còn hàng tự nhiên thì từ 600-700 trở lên. Cho nên là người ta cũng có nhiều cái lựa chọn để cho khách hàng người ta lựa chọn. Có nhiều người, có chị kia chỉ mua 13 vòng luôn. Dữ vậy đó hả? Wow. Chị nhà thiết kế trong bùi á, chị ra đây mua 13 vòng luôn. Rồi bữa giờ khách của anh có ghé tiệm em không? Có. Có mua nhiều không? Cũng nhiều. Thì cũng có một anh chị kia mua một cặp. Anh nói là chị vợ nói là rất là thích anh Quốc Võ nói chuyện, cho nên là cái tối ngày nghe Quốc Võ ra rã chồng hoài, cho nên phải đi ra đây kiếm mua. Quan trọng là phải đồng vợ lòng chồng nữa. Đúng rồi, hai người mua. Anh mua một cái sợi 16 ly, hạt 16 ly, còn người vợ thì mua hạt 12 ly, mua một cặp. Dễ thương ha. Cái chị đi ra tới cửa rồi chị còn quay vô chị nói là trời ơi mê Quốc Võ lắm, ngày nào cũng nghe Quốc Võ nói chuyện chứ. Hy vọng anh chị đó sẽ trở lại ha. Rồi giới thiệu cho những người bạn bè khác nữa. Anh thích lắm. Anh đó rất là happy, anh rất là thích trầm. Có nhiều người mua nhang trầm không? Tại vì anh cũng hay giới thiệu về nhang đó. Nhang trầm thì có. Cũng có. Bữa mới ship 5-6 ống gì loại 39 đồng cho khách ở xa. Cũng nói là coi cái kênh của anh Quốc Võ mới biết em gọi mua. Thì bây giờ thì để em giới thiệu sơ mấy cái mặt hàng tí xíu để Tết. Tết sắp tới rồi. Dạ Tết thì mình đeo có gì nó có vàng vàng đi ha anh. Đúng rồi. Tết chơi vàng cho nó sáng chói đi. Dạ cho nó sáng chói chút không. Đây giờ mình giới thiệu, Hương Nguyễn sẽ giới thiệu những cái món mà từ cao tới thấp nha. Những cái này là đây đó, giống như anh Quốc Võ đang tính mua chiếc này tặng cho mẹ nè. Đó, đây là tiện hình mắt chúc bọc với lại cái vàng 18K. Rất là đẹp luôn, rất là sang. Đẹp ha. Đó, cái này thì nó là giá của nó là 2.500. Cái này là trầm nè, loại chung thôi, còn hàng VIP thì nó sậm màu hơn và nó sẽ mắc hơn. VIP đâu, cho anh coi được không? Đây. Khách của anh toàn khách sang, không biết đâu là họ ra họ chọn bán cho tôi cho vòng VIP. Đây là cái hàng VIP thì hai chiếc nó sẽ khác nhau. Nó có cái độ màu đẹp hơn. Cái độ màu của nó đẹp hơn là vì cái trầm của nó lâu năm hơn. Đúng rồi. Đó, hai chiếc nhìn nó khác nhau. Một chiếc là 4.600. Một chiếc là 2.500. Wow, nó gấp đôi luôn rồi. Đó, nhưng mà mấy cái hàng này cũng không có nhiều đâu. Cũng có vài chiếc thôi, nhưng mà cứ ra được lô hàng nào là khách lấy hết lô hàng đó. Đó, cái này thì Tết mình đeo cái này nè, có chữ tài lộc nữa nè, thấy không? Đúng rồi. Có chữ tài lộc nữa nè. Đó, wow. Tết cái này là quà tặng cho ba mẹ cho ngày Tết. Sang quá ha. Dạ.
Rồi thí dụ như mẹ là đeo cái này, còn ba đâu, ba có cái nào để đeo không? À, cũng có luôn, cái này em có của nam nè. Ví dụ như là các vị mà danh nhân nhá, mua tặng cho cha mẹ mình á, thì bỏ ra 10 ngàn mua cái này thì một cặp cha mẹ cũng Dạ, ok đây mà là đúng của không? nam nè. Ồ, cũng tài lộc luôn nè ha. Dạ đó, đúng rồi, nam nữ một cặp mà. Đó, một Rất là cặp đẹp cho luôn. ba một cái, cho mẹ một Một cái, hết cặp sảy hàng luôn. VIP này cũng được, hay là một cặp hàng này cũng được. Cặp hàng này thì rẻ Để coi hơn. cái cặp hàng VIP này bao nhiêu thì em. Cái nhỏ là 4.600, còn cái lớn nhiêu rồi? À, cái lớn là 5.250. 5.250, cộng cái lại coi như là 4.600, coi như là 10.000 chẵn đó ha, Dạ, coi như là 10.000 đó. 10.000 Đó. chẵn. Đó, nhưng mà để hửi cái mùi trầm này kia nọ, với lại đeo trầm nó rất là tốt. Ừ. Dạ, nó tốt cho sức khỏe rất Trầm nhiều. này là trầm thiên nhiên, đúng Dạ, không? trầm núi rừng mọc Núi tự rừng. nhiên. Còn trầm mà do con người trồng cấy thì khoảng 100 mấy 200 đô, hoặc là 300 400 đô sợi. Bên công ty trầm Hưng Nguyễn cũng có bán loại đó, nhưng mà đa phần cái loại đó thì người ta chỉ đeo trang sức thôi, chứ không phải là đeo để chơi mùi. Dạ. Đúng rồi. Rồi đó, cái này không thôi là một cặp hàng chung này cũng có. Dạ. Đó, Tết thì đeo vàng vàng. Anh có tính mở cái hội chợ triển lãm Tết giúp giúp em không? Để cái đó cũng là Rồi không, good anh idea nói đó. đó, nhưng mà cái quan trọng là em không có ở đó để coi, thì anh có coi được không á? Coi luôn. Chơi luôn Coi à? Rồi chơi luôn. đi. Chơi luôn, tính là chơi luôn nha. Thì giờ hôm nào em rảnh, có nghĩa là bán xong nhờ tiệm á, giờ sớm thì em chạy ra đó em phụ anh. Đúng rồi. Thì mình chủ yếu là Hương Nguyễn tâm tâm đắc á, là mình đem cái sản phẩm, những cái sản phẩm mà giống như là thật sự quý giá của Việt Nam đem qua đây. Hình như là Hương Nguyễn là người Việt Nam đầu tiên đem cái trầm này qua Mỹ luôn á, là cũng 6 7 năm rồi, và mở 2 3 địa điểm rồi, đường Beat rồi mở trên lầu Phước Lộc Thọ rồi. Ở đây là cái địa điểm sau sau khi dịch đóng cửa 2 năm và mở lại đây là khoảng 1 năm, chứ không phải là mới mở. Có nghĩa là Hương Nguyễn đã đem cái trầm này qua Mỹ cũng rất là lâu rồi. Cho nên là cái tâm nguyện của Hương Nguyễn là khi mình đem ra một cái thị trường để giới thiệu với lại bà con bạn bè quốc tế, hay là người Việt Nam hay là người nước ngoài cũng vậy, giống như là anh Quốc mới có cái idea là có cái hội chợ để mình làm đó, thì Hương Nguyễn sẽ đem những cái sản phẩm hàng giả như thế này trên thị trường. Hương Nguyễn không có bán cái này, là Hương Nguyễn chỉ để ở tiệm để cho khách hàng so sánh giữa cái giả và thật, là cái mùi của nó như thế nào, cái màu nó như thế nào, và cái độ vân gỗ và cái mùi giả với mùi thiệt nó khác biệt nhau ở chỗ nào. Thì Hương Nguyễn để ở đây để so sánh cho khách hàng, chứ không có bán mấy cái này, là không có bán. Và Hương Nguyễn cũng muốn là anh Quốc Võ cũng biết về mấy cái này nhiều, thì anh Quốc Võ sẽ chia sẻ. Có nghĩa là mình chia sẻ, mình không phải là nếu mà người ta mua thì tốt, còn nếu người ta không mua thì ít nhất mình cũng giúp cho người ta đừng có phải bỏ một số tiền ra mà mua nhầm những cái hàng giả không uy tín. Chẳng hạn như là Hương Nguyễn hay nói có một câu vậy, có nghĩa là nếu như mình nói cái này nó là trầm giả thì thật sự là nó cũng không đúng, vì vì nó vẫn là trầm, nó vẫn là trầm, nhưng mà nó là hàng gió giường, cái giá trị nó không có. Ví dụ như hàng chồng đi, hàng chồng thì một sợi như vậy, sợi 108 hạt 6 ly mà do con người trồng cấy, là Hương Nguyễn bán chỉ có 280 một sợi thôi, nhưng mà nó vẫn là do con người trồng cấy, nhưng cái màu nó sẽ không được bóng, không được đẹp, không được đen như thế này. Thì người ta lại những cái người mà bán hàng, người ta lại đem đi xử lý keo với mùi với màu của hóa chất vô cho nó đậm, cho nó đẹp và cho nó bóng. Nhưng mà rồi mình đeo nó sẽ có rất là có hại cho sức khỏe. Cho nên là Hương Nguyễn cũng tâm niệm là cũng muốn là mình chia sẻ cho khán giả để biết, và khách để người ta biết nhận biết được trầm thật hay trầm giả nó như thế nào, và nó có xử lý keo với mùi với màu của hóa chất vô thì mình đeo vô người nó vô tình nó làm hại cho sức khỏe của mình, chứ nó còn không có tốt gì, mà nó còn bị giống như có nhiều người ta đeo mà bị kích ứng da đó, có nhiều người ta đeo nó bị ngứa nữa luôn. Và có một người khách của em mua của ở Việt Nam á, thì ta nói là bị ngứa, xong rồi ta lột cái vòng ra khoảng mấy ngày là người ta xức thuốc là nó hết, là không phải ai cũng bị ngứa, nhưng mà da người nào mẫn cảm đeo những cái hàng mà có hóa chất vô nó sẽ bị ngứa. Và giống như là dân trong nghề á, gọi nó là hàng gió giường qua xử lý, nhưng mà người ta không hề giải thích với mình xử lý là xử lý bằng cách nào. Có nghĩa là họ xử lý thêm màu với mùi với keo vô để cho nó bóng, cho nó đẹp, cho nó đen, để cho nó bắt mắt để người mua. Còn hàng chồng thì 20 năm, 25 năm khai thác thì nó chỉ có vậy thôi, màu nó chỉ vậy thôi, nó không thể nào mà nó đậm hơn được nữa. Còn nếu mà trầm zin 100% mà trầm núi rừng mọc tự nhiên mà cái màu nó sậm á, thì cái giá của thành của nó rất là cao, và những cái hàng đó nó cũng hiếm lắm, nó không có nhiều trên thị trường đâu. Giống như là bên công ty của Hương Nguyễn là 400 mẫu mà cũng có được đâu có bao nhiêu chiếc mà hàng nó sậm màu đâu đó. Chẳng hạn như là mấy cái này, chẳng hạn như mấy cái này đó, mấy cái hàng này thì khi mà quay á, là mình phải giống như là mình phải quay á, là quay bằng phone hay là quay gì đó, mình không có focus vô cái kính hiển vi á,
nên mình không nhìn thấy rõ. Chẳng hạn như cái này đi, giá của nó là 3.800 nè, mà nó cũng đã không sậm lắm nè. Đó, và vân gỗ nó, quý vị nhìn thấy là vân gỗ nó không có đều nhau, nó không có giống nhau một vân gỗ. Mỗi hạt nó sẽ khác, mình xay mỗi hạt nó sẽ khác. Còn nếu mà cái hàng mà hàng giả ở thị trường bên ngoài á, thì nó sẽ đều nhau hết, nhìn nó hạt đẹp nào giống dạ. nào ha. Đúng rồi, nó đẹp đều nhau hết, nó đẹp đều nhau hết. Đó, và mình hửi hửi nhẹ nhẹ như thế này, mùi nó nhẹ, nó dễ chịu, chứ không có giống như mấy cái hàng tẩm, hàng nhuộm thì khi mình đưa lên nó sẽ sọc mùi liền. Khi hàng mới mua nó đưa lên là nó sọc cái mùi lên mũi liền, nhưng mà nó sẽ nghẹt ngay đây và nó không có thông thoáng lên, nó không có dễ chịu. Và mình hửi lâu mình cảm giác nó sẽ bị nhức đầu. Và có nhiều người đã mua bị lầm và có cầm ra cho Hương Nguyễn, và Hương Nguyễn cũng không có đánh giá hàng của người khác, nhưng mà họ tự biết hàng giả, chỉ nói là chỉ hửi nhiều chỉ nhức đầu, xong chỉ đem lên bàn thờ chỉ để luôn, xong rồi chỉ mới ra đây chỉ mua thêm một chiếc khác, xong chỉ mới nói là cũng lỗi do mình, là mình ham người ta giảm 40-50% nên mình mua, thì mình lầm thì mình chịu, là chỉ nói chỉ thôi, chứ em không có nói là người ta đeo hàng giả hay là mua ở đâu hàng giả, tại vì cái đó nó rất là dễ bị đụng chạm. Nhưng mà Hương Nguyễn cũng muốn chia sẻ để quý vị khi mình bắt đầu mình mua một cái sản phẩm nào thì mình phải tìm hiểu kỹ về cái giá trị, cũng giống như nguồn gốc và tự nơi sản xuất như thế nào để mà mình mua. Chứ còn mà hàng mà hàng chồng như này nè, đó, trên thị trường là nó rất là nhiều hàng chồng như thế này đó. Bên đây là Hương Nguyễn bán những cái hàng này là do con người trồng cấy nha quý vị, nó cũng không có hóa chất hay là tạp chất gì trong đây hết. Thì một cái vòng đơn như thế này nè, đó, chẳng hạn một cái vòng đơn như thế này, đó là hàng do con người trồng cấy đó. Một cái vòng đơn như thế này thì giá của nó cũng có 170 thôi, nhưng mà cái mùi của nó sẽ không bằng những cái hàng tự nhiên, và cái màu của nó đương nhiên nó sẽ không có sậm được, nó chỉ dày thôi. Mà nhiều người người ta muốn cái hàng sậm hơn thì người ta phải mua những cái hàng gió vườn là hàng trồng như thế này nè, đem đi xử lý màu với mùi với keo vô. Còn Hương Nguyễn thì bán những cái loại này thì nó là hàng trồng nhưng mà vẫn không có xử lý, có nghĩa là nó vẫn là trầm, nhưng mà nó là hàng trồng thôi, do con người mình trồng cấy thôi, chứ không có đem đi xử lý. Tại vì mình xử lý nó thành là có hóa chất vô rồi, đeo vô nó càng độc hại thêm nữa. Cho nên là thà là nếu mà mình muốn mua ít tiền thì mình mua cái hàng trồng này mình đeo, nó cũng thời trang, nó cũng đẹp và mùi nó cũng có, nhưng mà mùi nó rất là ít. Đó, đây là hàng trồng nè. Đó. Giá của một chiếc hàng trồng như thế này là 350. Dạ, 350 thôi. Dạ, 350 rồi, nếu mà hàng mà không có mít đá rồi thì nó cũng có 280 thôi cho cái hạt 6 ly này. Nên cái giá nó cũng không có cao. Và hàng trồng thì cũng tùy theo loại nha anh Quốc. Ví dụ tùy theo cái lô hàng đó, là bên công ty em mua cái hàng thô đó mà nó cái dầu nó đẹp và cái mùi nó nhiều quá, thì hàng trồng thì nó vẫn là mỗi một cái khu nó trồng, mỗi cái thổ nhưỡng nó sẽ khác nhau. Thì cái này cũng là hàng trồng luôn nè. Đó, thì bên Hương Nguyễn cũng có mít vàng, cũng có mít vàng cho cái hàng trồng này. Đó, thì cái giá này là 650 mít với lại cái tỳ hưu 24k. Đó, này là hàng chồng. Cái này mình mua mình đeo tay hay đeo cổ hay là mình làm quà tặng cũng được. Đó, đây là chồng do con người mình trồng và cấy nha quý vị. Còn cái hàng tự nhiên thì nó sẽ mắc hơn. Đương nhiên cái hàng tự nhiên thì nó sẽ mắc hơn. Tóm lại là em có rất là nhiều sản phẩm, giá cả từ thấp tới cao, đủ loại. Thì một quý vị nào mà muốn để sở hữu một chiếc vòng hoặc là mua để tặng cho cha mẹ mình nhân ngày Tết á, thì quý vị hãy đến với là thương hiệu là Trầm Hương Nguyễn tại khu thương xá Phước Lộc Thọ. Số nhiêu nói? 146. Nếu rồi, mà quý vị đi cửa sau vô á, vừa cái ngã quẹo đầu tiên bên tay phải cách 2 căn là tới tiệm Trầm Hương Nguyễn liền. Hoặc là gọi điện thoại, số điện thoại 714-588-9989. Nè, 588-9989. Dạ, 588-9989. Giống như cái này nè, nó vẫn là cái hàng tự nhiên. Thì anh Quốc nhìn thấy nó có cái vân gỗ không? Có. Là cái vân gỗ nó không sẽ không có giống nhau. Thì cái này là nó là không phải là hàng VIP, nó là dạng hàng thấp thôi, nhưng mà nó vẫn là trầm núi rừng mọc tự nhiên nha quý vị. Những cái này thì người ta đeo tuy rằng mùi nó không bằng những cái hàng VIP, nhưng mà nói về phong thủy đó, cái này thì 890. Đó, mình có mít với lại mấy cái cham Hòa Điền với lại cham Ngọc Bích với lại là bi vàng 18k. Và mình có thể đeo tay và mình có thể dùng để đeo cổ được luôn nữa. Dạ, mấy cái này thì rất thời trang cho mấy người nào mà thích kiểu fashion, nó bụi bộ một tí, đeo nó thời trang. Dạ, có rất nhiều mẫu. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn thì luôn cập nhật những cái mẫu mới nhất và sang để cho khách mua lựa chọn, có rất nhiều. Giống như đây,
giống như đây thì đây cũng là một cái mẫu mới nè đó. Mẫu nè. Đây là mix màu đỏ đỏ hồng hồng đó. Đó. Đẹp không? Dạ, cái loại này thì 860 nè. Đó. Khi mà chầm mà nó hàng tự nhiên thì đa phần nó sẽ có được vân gỗ. Cái vân gỗ nhiều hay ít thì cái giá tiền nó nằm ở đó. Nha. Tại vì hàng tự nhiên thì nó sẽ tạo được vân, còn hàng trồng thì nó chỉ là hàng tóc thôi. Hàng tóc thôi. Hàng tóc rồi nó đem đi nó, nếu mà người ta thích ấy thì nó đem đi nó nhuộm thôi. Chứ còn hàng trồng thì nó chỉ mới ra là tóc thôi chứ nó chưa có tạo vân như thế này. Còn cái này là hàng tự nhiên thì nó mới tạo vân như thế này thì cái giá thành nó cao hơn. Cái này là 860 nè. Mà 860 thì thật sự nó cũng không cao lắm đâu nếu mà mình biết về cái khó cực gian khổ của những cái người phu mà đi điệu trầm á. Để có được những cái khó trầm để gia công như thế này thì nó không có đơn giản, nó qua một cái quá trình rất là dài. Giống như là gia công là 1 kg hàng thô rồi nó còn lại cái 300 gram thành phẩm như thế này thôi, còn lại thì bên công ty trầm Hưng Nguyễn sẽ sử dụng để làm bột trầm và nhang. Nhang trầm và bột trầm. Đó, thì cái này là nãy giờ là giới thiệu hai cái chuỗi này. Bây giờ mình cho một cái chuỗi măng côi đi, cái chuỗi măng côi đi. Đây nè. Chuỗi măng côi dành cho những người đạo công giáo đúng không? Dạ đúng rồi, đây là chuỗi măng côi. Chuỗi măng côi này thì cũng tùy theo loại, tùy theo giá nha quý vị. Giống như cái này hiện tại là 1.200 nè. Dạ. Nhưng mà có nhiều cái nó giống như vậy thì nó 800-900, 600-700 cũng có nữa. Dạ, nó tùy loại. Nó tùy cái loại trầm, tại vì tùy theo cái thổ nhưỡng và cái vùng đất và nó tạo ra cái loại trầm đó thì cái giá thành của nó cao hay thấp là do cái độ vân gỗ và cái độ mùi nữa. Nhưng mà chung quy trầm thiệt á là mình hửi lên là nó sẽ giúp cho mình giảm stress, nó thông thoáng, nó rất dễ chịu. Là đó là trầm zin 100%, không có bất cứ tạp chất hay hóa chất nào hết trong cái hạt trầm. Bên công ty trầm Hưng Nguyễn là chỉ chuyên về trầm zin 100% thôi, mặc dù hàng trồng hay là hàng tự nhiên cũng vậy luôn. Chứ mình không có xử lý, mình không có xử lý màu với mùi với keo rồi vô. Đó, rất nhiều mẫu. Rất là nhiều mẫu luôn. Cái mẫu này là của Nam nè, giống như cái mẫu này của Nam nè, anh Quốc thấy đẹp không? Đó. Cái này là đá hậu phách nè. Đó, cái này là đá hậu phách. Cái vòng này là giá của nó là 1.600 cho Nam. Mà nếu mà nữ nào mà bự con mà thích bụi thì chơi cái này luôn cũng được. Kiểu đeo kiểu fashion, nó đeo bụi nhưng mà mình rồi. mình đeo trầm á là mình phải đeo nó rộng như thế này nè nha quý vị. Nó rộng giống như là mình đeo cẩm thạch vậy đó, chứ mình không có đeo sát giống như đeo đồng hồ vậy thì nó không có đẹp. Nó xấu và nó bị ngấn, cái tay khó chịu lắm. Đúng rồi. Dạ. Đó. Cho em phụ nữ nào mà khoái bụi đúng không? Chạy motorcycle này đó đúng kiểu đúng rồi, đúng rồi. Rồi có mấy cái mẫu có vàng như này nè, nhưng mà nó cũng tùy giá. Đó, giống như là Tết thì mình mua mấy cái mẫu có vàng. Giống như cái này là vòng đôi nè. Này, vòng đôi mix với lại cham hồ ly nè. Đó, giá của nó là 750. Và giá của nó là 750. Đó, nó tùy theo loại. Tùy theo loại trầm. Okay. Đó, mà cái này là trầm núi rừng mọc tự nhiên nha. Đó, xong rồi Hương Nguyễn sẽ giới thiệu thêm một cái vòng đôi này nữa rồi mình cho khách coi những cái hàng VIP lại. Và những cái hàng VIP rất là đặc biệt đây. Đây cũng là vòng đôi luôn. Rất là đẹp luôn. Vòng đôi hạt 6 ly trầm núi rừng mọc tự nhiên nha quý vị. Đúng rồi. Đó, đây là cái vòng đôi mà mỗi mẫu có 1 chiếc à. Này là 580. Dạ, giá 580. 580 mà anh thấy là mít vàng 18k nè, rồi cham rồi nè, rồi trầm nữa thì cái giá thành của nó là không có cao đâu. Dạ. Okay. Nó tùy theo mình muốn lựa chọn cái hàng nào thôi. Nhưng mà vẫn là trầm đến với lại công ty trầm Hương Nguyễn là guarantee là trầm zin 100%, không có bất cứ tạp chất hay hóa chất nào hết. Mỗi cái sản phẩm bên công ty trầm Hương Nguyễn bán ra đều phải có một cái giấy guarantee cho khách hàng. Là cái giấy như thế này, giống như là mình guarantee nó là trầm zin 100%, không có bất cứ tạp chất hay là cái hóa chất nào ở trong đây hết. Đúng rồi. Nên quý vị yên tâm nha. Bên Hương Nguyễn là có công ty sản xuất tại Việt Nam ở số 188 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, quận Gò Vấp, cũng là trầm Hương Nguyễn luôn nha quý vị. Nếu quý vị ở Việt Nam thì tới 188 đường Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp, Sài Gòn thì là cửa hàng của công ty trầm Hương Nguyễn cũng nằm ở đó và sản xuất ở đó luôn. Thì bây giờ Hương Nguyễn sẽ giới thiệu một cái gì đó nó đặc biệt, giống như là
mấy cái hàng đặc biệt hơn ha, để cho khách coi. Đây cái hàng đặc biệt hơn thì mình đây có một cọng dây chuyền. Cọng dây chuyền rất là đặc biệt luôn, là hàng Quảng Bình nha quý vị, hàng Việt Nam Quảng Bình nha. Tại vì Hương Nguyễn chuyên về hàng Việt Nam, không có làm những cái hàng mà người ta hay nói là Indochina, Philippines đồ, mấy cái hàng đó là bên công ty Trầm Nguyễn không có sản xuất mấy hàng đó, chuyên về hàng Việt Nam. Tại Trầm Việt Nam là tốt nhất. Còn hàng ở nước ngoài thì đa phần thì nó cũng qua xử lý mùi với màu với keo rồi thôi. Đó, cái này là hàng Quảng Bình. Ôi, wow. Quá đẹp luôn nè. Mà có một cọng duy nhất thôi nha, không bao giờ có cọng thứ hai. Mặt nhìn ngầu quá. Dạ, cái này là nam nữ gì đeo cũng được đó. Giống như cái này là em đang đeo cái này phải không? Dạ, em chồng cái này thử nha. Đó. Đó. Cái này là nam nữ gì đeo cũng được đó, chứ không phải cái này là có một cái duy nhất thôi. Đúng là hàng của Quảng Bình á, rất là đã luôn. Cộng này nhiêu em? À, cái này thì nó là 16.600 đô. 16.600 đô. Mà càng đeo á là nó càng sậm màu xuống, nó càng bóng, nó càng đẹp. Dạ. Đã. Giá trị ha. Dạ, em là rất là ghiền luôn, ghiền mấy cái này. Rồi, đây nè, giống như đây là cái vòng này là vòng 14 ly, nhưng mà mấy cái mẫu này thì nó hơi đặc biệt, nó cũng không có nhiều đâu quý vị. Thì tại Trầm mà nó càng sậm màu, cái màu nó đẹp như thế này và nó già tủ như thế này và mùi nó như thế này thì cái giá nó không có rẻ được. Cái này là đang là hạt 14 ly mà giá của nó là 8.900. 8.900 trong cái vòng này. Trong cái vòng này, cái này là cho nam, nhưng mà ai nữ cổ tay bự thích đeo bự vẫn đeo được. Dạ. Đó, nó là 8.900. Rất là đặc biệt luôn. Mấy cái này rất là đặc biệt. Và còn một chiếc 15 ly. Cái chiếc 15 ly này rất là đẹp. Thì cái chiếc này á, là cái anh đó, cái anh mà bữa bạn nói là hai chồng mà tới mua cặp đó. Anh muốn lấy chiếc này dữ lắm luôn á, nhưng mà giống như là nó mắc quá. Để từ từ. Dạ, nó mắc quá. Anh, không bỏ một số tiền lớn ra thì họ phải suy nghĩ. Dạ đúng rồi. Thì ảnh mắc quá thì ảnh chưa có chọn cái chiếc đó, nhưng mà chiếc đó thật sự nó rất là đặc biệt luôn. Và nó hiếm nữa. Dạ, nó hiếm. Có một chiếc duy nhất có đúng không? Có một chiếc à, nó đâu có nhiều đâu. Tức là mình sở hữu duy nhất thôi. Dạ, nó hạt 15 ly. Đâu rồi ta, đẹp lắm luôn á. Hạt 15 ly. Phải nằm dưới kia không? Đâu rồi. Đen cả, nằm dưới kia kìa. Cái đó đẹp lắm, cái đó em nhìn vô là thấy liền. Đâu rồi, chiếc 15 ly đó đâu rồi, không thấy. Sao kỳ vậy ta? Cái này có 14 ly à, cái chiếc 15 ly đó đẹp lắm anh. Có một chiếc duy nhất thôi à. Nằm ở đâu rồi không biết nữa. Không thấy. Chắc là còn nằm trong cái sắt đó. Chiếc 15 ly đó đẹp, đẹp cực kỳ luôn. À, rồi cũng có một cái anh đó là cũng là coi trên YouTube của anh Quốc Võ luôn. Thì ảnh muốn mua cái dòng này nè. Ảnh muốn mua cái dòng mà như vậy thôi mà nó đẹp hơn. Nó 6.300, 12 ly. Còn cái này nó là 4.600 nhưng mà ảnh chưa mua. Ảnh quyết định tới luôn sao. Đang suy nghĩ đúng không? Đang suy nghĩ chưa mua. Thời buổi giờ là bán khó khăn nha. Cái này đẹp lắm nè anh Quốc. Cái này nè. Đúng rồi. Nhưng mà anh biết không, để sở hữu cái vòng trầm như thế này á, là nó cái mùi trầm nó giúp cho mình giảm stress, nó giúp nhiều thứ lắm. Là cái vòng này thì 4.600. Và 12 ly. Còn cái anh mà em nói, cái anh đó anh muốn mua là anh muốn mua cái loại đó tới 6.300 lận. Dạ 6.300 lận. Rồi cái vòng 15 ly đó sao em không thấy ở đây vậy ta? Em không thấy ở đây vậy. Còn mấy trăm cái vòng trong cái sắt đem ra hết chưa? Đâu mấy trăm cái đâu mà có nhiều dữ vậy anh. Lỡ khi mấy cái này nó không có nhiều vậy đâu. Khách của anh tới đây đông là quá, xếp hàng dòng đang bán hết. Với lại là ở đây nè, Hương Nguyễn cũng giới thiệu cho một cái cọng dây chuyền này là hàng chìm nước tự nhiên. Cọng này từ 12.500, cũng rất là đặc biệt luôn. Dành cho nam hay nữ gì đeo cũng được. Nó là hàng chìm nước nha quý vị. Nó là hàng chìm nước, có nghĩa là hàng mắc nhất, người Hoa gọi là hàng dách lầu á. Là mắc nhất trong các loại trầm, nó chỉ thua mỗi kỳ nam thôi. Dạ. Đó. Thì cái giá của nó là 12.500, rất là đẹp luôn. Này là dây chuyền nha, dây chuyền. Dây chuyền. Em tức quá, chắc là anh Quốc đợi em đi vô trong em phải kiếm được cái dòng 15 ly đó mà cái anh nó muốn chọn á. Em phải kiếm lại cái dòng đó cho anh quay nha. Rồi. Rồi, tìm được cái dòng này phải không? Tìm được cái dòng 15 ly nè. Anh đó anh thích lắm luôn.
hai hai chồng đó, cái anh thích cái dòng 15 ly này lắm luôn. Wow. nhưng mà cuối cùng anh không có chọn cái vòng này. Ừ, cái dòng này có 14.600 chứ nhiêu. Mà anh thấy nó đẹp không? Đen thui luôn á. Mà đen nhưng mà nó phải còn vân gỗ đầy đủ nha quý vị. Và vân gỗ nó không có giống nhau nha, nếu mình xây đúng chiều nó cũng không có giống nhau nha. Cái hàng này là 15 ly nè. Còn cái hàng này anh Quốc nhìn thấy không, 16 ly mà 4.800. Bự hơn mà rẻ nó hơn. Bự hơn mà nó rẻ hơn là tại vì hai cái độ nó khác nhau nè. Đúng rồi. Cái này mắc các 3 lần luôn hả? Dạ. Mà cái này nó đỉnh cực kỳ luôn. Cái này mà đeo vô là thấy ngầu đã hả? Mà mùi nó mùi nó đỉnh nhưng lắm mà phải luôn. Dân mà chân tầm chuyên nghiệp mới biết là cái giá trị đúng không? Thì cái anh đó ảnh cũng biết sơ sơ về trầm và anh thích cái dòng này lắm luôn, nhưng mà anh không có chọn cái dòng này. Còn cái anh mà ảnh cũng coi trên cái kênh YouTube của anh Quốc Võ thì anh đang muốn cái chiếc 12 ly mà 6.300. Trong cái ảnh cứ kêu em gửi gấp thì em có gửi qua cho ảnh, thì cái chiếc đó thì em lại không có chụp ở trên cái em không có chụp bằng máy chuyên nghiệp á. Em chụp bằng cái phone em gửi. Thì ảnh lại nói là ảnh coi kỹ lại thì ảnh không thích. Thì đây nè, để em cho anh coi nè, anh đó anh chụp cái vòng đó 6.300, em thấy cũng đẹp. Rồi. Tức là ảnh không có ở đây mà ảnh ở xa hả? Dạ anh ở nơi xa. Anh ở nơi xa. Anh ở cái nơi này xa. Mình phải coi tới tận nơi mình coi thì may ra mình mới phát biết được nó như thế đẹp như thế nào. Đúng rồi, mình qua phải... hình ảnh thì đôi khi mình qua nói... hình ảnh thì nhưng mà cái vòng ảnh chọn rất là đẹp, cái đó cũng chỉ có một cái thôi. Anh đến tên Thịnh. Anh Thịnh đây nè, thì ảnh có gửi cho em nè, em để anh Thịnh nè, chồng Thịnh nè, anh Quốc Võ nè, thấy chưa? Em có gửi cho ảnh và em có chụp hình cho ảnh cái loại 6.300 nè đó, thì em chụp bằng cái máy này nè. Thì nó lên hình vậy thì thấy nó không có đẹp lắm. Thấy không? Dạ anh Thịnh, đúng rồi anh Thịnh. Đó nè, lúc đầu là anh thích nè, anh nói là anh muốn cái loại này nè. Đó, mà cuối cùng anh không có chọn. Anh Thịnh ơi, cái vòng 6.300 nó đang đợi anh đó, nhưng mà hiện tại thì hết biết cao rồi. Bởi ổng thì anh đang muốn mua thì cái lúc đó nó đang giảm giá. Dạ, nhưng mà cái vòng 6.300 đó đang đợi anh đó, chắc là duyên của anh đó anh Thịnh nha. Không, tại vì mỗi cái dòng như vậy nó có một cái duy nhất à. Dạ đúng rồi, nó không có nhiều. Cho nên là mình phải sở hữu nó là độc quyền ha. Dạ, nó không có nhiều. Chẳng hạn như cái hạt 12 ly em có gửi cho ảnh những cái loại 600 đô cũng có. Cái loại 1.000 mấy cũng có, loại 2.000 mấy cũng có, cũng là cái hạt 12 ly, cái size hạt giống như ảnh muốn đó. Cái loại 600 đô cũng có, em cũng có gửi cho ảnh coi để ảnh phân biệt, ảnh so sánh đó. Nhưng mà ban đầu là ảnh muốn cái 6.300 đó. Nhưng mà không biết sau đó anh suy nghĩ lại sao anh chưa quyết định. Cái vòng đó cũng còn đang chờ anh đó. Ok, rồi thôi được rồi. Bây giờ mình nhắc lại cái vấn đề về số phone của em nè, với lại cái địa chỉ để mọi người tới. Hương Nguyễn là 7145588 9989 nha quý vị. Khi mình bước vô cửa sau ở Phước Lộc Thọ, bước vô quẹo tay phải liền. Vừa gặp cái ngã quẹo đầu tiên á, ngã ba đầu tiên bên tay phải là cách 2 căn là tới tiệm trầm Hương Nguyễn. Còn những ai mà ở Việt Nam thì có thể đến một số 188 đường Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp, Sài Gòn. Là cũng là công ty trầm Hương Nguyễn, cũng có cửa hàng trầm Hương Nguyễn tại Việt Nam nha quý vị. Quý vị nếu mà ở Việt Nam có thể tới tận đó mua, và sản phẩm giá thì cũng đi xem như đây, nhưng mà mình tính tiền bằng tiền Việt Nam nhưng mà nó tròn giá. Chẳng hạn như cái vòng đó là 500 đô thì mình tính nó thành là 100 là 22 đúng không, 23 mấy không, nhưng mà mình sẽ tính cho nó tròn là, ví dụ cái vòng nó 500 thì nó sẽ là 22. Thôi, không biết được nói không có chắc chắn là nói gì. Ví dụ như bây giờ 500 đô thì thành ra là 12.700.000 thì em tính 12.700.000 thôi. Đúng rồi đó. Ý của em là vậy đó. Rồi ok, bây giờ ý của em là giống như là tính nó tròn tiền thôi chứ nó cũng không có rẻ hơn bên đây nha quý vị. Tại có nhiều người hỏi em là ồ mua ở Mỹ, mua Việt Nam có rẻ hơn không? Dạ mua Việt Nam nó giá nó cũng đi xem mà, tại cùng một công ty sản xuất mà. Thì chỉ có mình mua wholesale thôi thì giá nó khác, mua wholesale thì cho đại lý thì cái giá nó khác. Còn mình mua để mình đeo thì giá nó chỉ vậy thôi, và nó chỉ là tròn giá tiền Việt Nam thôi chứ nó cũng không có rẻ hơn ở Mỹ bao nhiêu hết. Ok, số điện thoại là 714-588-9989. Anh Thịnh ơi, anh coi được cái video này thì anh nhớ quay trở lại để chọn cái dòng 12 ly của anh chọn nha.
Rồi còn bây giờ em show cho một số cái nhang trầm mà nhang đốt đi, nhang cây với lại cái hộp trầm này để cho mọi người thấy. Dạ, nhang đốt đây. Nhang thì em có 4 loại. Show loại VIP thôi. Dạ, đây thì loại VIP là loại này. Coi như là bây giờ là ngày Tết mà cho nên là người ta đốt VIP dạ, để cho thơm của tâm nhà. Trầm này nhiều lắm. Thơm của tâm nhà. Cái bột trầm người ta cũng dùng nhiều lắm. Cái bột trầm thì bên Hương Nguyễn thì bán cái loại bột trầm như thế này nè. Đó, thì 30g là 150. Còn cái này là cái nhang VIP thì 115 đồng cho một ống như thế này, nó 20g thì nó trong khoảng... một ống này nó có 100 dạ, khoảng 100 cây. Cây. Dạ, khoảng 100 cây. Còn cái hộp đâu? Còn cái hộp này, cái này cái khay mà để. Rồi, đây là cái khay gỗ này là 25 đồng để mình bỏ cái thanh nhang vô đây mình đậy lại. Mình đốt xong mình đậy lại mình để một góc nhà thì cái mùi trầm nó sẽ tỏa hết nguyên cái nhà của mình luôn, cái hương trầm nó rất là tốt, lọc không khí rồi nó tẩy uế rồi nó cho một cái năm mới thì rất là tốt. Với lại là cái bột trầm bên công ty trầm Hương Nguyễn hiện tại bán cũng rất là chạy, là 30g là 150, còn cái loại 50g là 250 là bột trầm. Đó, còn cái này là nhang trầm thì có 4 loại. Loại thấp nhất là 39 đồng, xong rồi tới 65, 90, còn loại VIP là 115. Nhưng mà nếu quý vị mua trong năm nay thì còn giá này, chứ chắc sang năm là giá khác rồi. Tại vì tất cả những cái hàng thô cái giá nó gần lên, coi như là gần lên như là gấp đôi luôn. Những cái hàng thô để mà gia công thành phẩm trầm với lại nhang nữa đó quý vị. Giá thành hiện tại ở Việt Nam đang dịch bệnh nhưng mà cái giá thành nó rất là cao, ngất ngưỡng luôn á. Rồi. Rồi nếu mà mua free shipping thì mua 3 bó phải không? Dạ, 3 ống nhang trở lên thì Hương Nguyễn là free ship trên toàn nước Mỹ và Việt Nam. 3 ống nhưng mà 3 ống VIP hay là 3 ống 39 đồng? 3 ống VIP á, còn nếu mà thôi mình nói số tiền đi cho nó dễ ha. Chứ nhiều lúc người ta nói 3 ống, cái người ta mua 3 ống 39 đồng á, cái mình ship nó mất công. Mình phải tính phí. Cho nên là nói chung quý vị mua trên 300 đô. Trên 300 đô là free ship hết. Dạ, free ship trên toàn nước Mỹ. Rồi, ok. Cảm ơn em. Cảm ơn anh Quốc nhiều. Rồi, có lời chúc khán giả gì không? Hương Nguyễn xin chúc quý vị khán giả giống như là những khách hàng thân thương của công ty trầm Hương Nguyễn từ trước giờ, giống như là những fan của anh Quốc Võ, một ngày mới vui vẻ, an lạc và hạnh phúc và mạnh khỏe, và chuẩn bị đón một cái năm mới rất là tràn đầy hạnh phúc. Rồi, em quay cho bạn nói mà mấy câu khán giả cái đó, thì em quay luôn. Rồi. Chưa nha. Đây, kính thưa quý vị. Đó, thì nói chung nãy giờ thì quý vị cũng đã nghe Trầm Hương Nguyễn đã chia sẻ rất là nhiều điều thú vị về trầm hương. Thì nhân cái mùa mà Giáng sinh vừa qua rồi, cái mùa mà Tết sắp đến, thì quý vị sẽ có những cái món quà đặc biệt dành tặng cho người thân gia đình của mình, đặc biệt là dành tặng cho cha mẹ của mình qua những cái dòng trầm hương hoặc là những cái bó nhang trầm để đốt xong cho những ngày Tết cho nó được thơm tho, trừ đi tà ma rồi đem tới may mắn cho tất cả mọi người. Thì đó là những điều mà Quốc Võ cũng như Trầm Hương Nguyễn mong muốn là đem lại những điều tích cực cho cuộc sống. Chúc cho quý vị một ngày thật là an lành và hạnh phúc, và xin hẹn gặp lại. Yeah, I love you.